À, xin chào tất cả các bạn nhỏ. À, buổi chiều hôm nay bố có làm một clip là trêu bé Dương trong lúc bé Dương ngủ ở ghế. Lúc đấy là 16 giờ 7 phút. Còn bây giờ là 18 giờ 30 phút. Dương vừa dậy được một lúc, vừa tắm rửa sạch sẽ, đang ngồi thưởng thức một chiếc bánh và chuẩn bị lại tiếp tục xem tivi. À, clip chiều nay bố trêu bé Dương thì bố đã dựng xong và bố đã đưa lên kênh em bé Dương hoàn toàn chưa biết. Bây giờ bố sẽ phỏng vấn bé Dương một chút nha. Xin chào con trai. Bây giờ đi ạ. Con ngủ ngon không? Ừ. Thế lúc con ngủ bố làm rất là nhiều việc và buồn cười. Chắc là con không biết đúng không? Nhưng mà nhớ lúc Dương ngủ Dương nằm ở chỗ nào? Đây là vị trí mà bé Dương ngủ lúc chiều. Còn con dậy tại đâu? Trong phòng đúng không? Tại sao lại ngủ ở đây mà lại dậy trong phòng? Bây giờ con có muốn xem lại những cái hình ảnh mà trong lúc con ngủ bố đã quay không? Bố đã đưa lên kênh em bé đấy, bây giờ con tìm tới cái clip mới nhất của kênh em bé đi. Mở to tiếng lên. Đây. Mở to tiếng lên. Có tiếng chút nữa. Xin chào tất cả các bạn nhỏ đang xem clip trên kênh em bé. Lúc này 16 giờ 07 phút ngày 1 tháng 1 năm 2020, ngủ được 2 ngày đầu tiên của năm mới. Ngủ được hơn 1 tiếng rồi. Và đây cũng là clip đầu tiên của năm 2020 trên kênh em Hơi bé. năm Clip này 2020 đấy rất ạ. là thú vị. Hôm nay là ngày 1 tháng 1 năm 2020 đấy. Đầu tiên Con cho bé tiếng của thôi. năm 2020 trên kênh em bé là clip gì nhá? Hôm nay là ngày nghỉ nên bé Dương không phải đi học nên bố cho bé Dương xem tivi và vắng đi một khoảng thời gian rất là lâu. Thấy im lặng, bố đã tưởng bé Dương đi chơi. Khi đi ra ngoài phòng khách thì nhìn thấy một cái cảnh tượng như thế này. Đây cũng là lần đầu tiên bố Dương được nhìn thấy tivi đã tắt. Và Dương đang say sưa giấc nồng không biết ngủ từ lúc nào. Cũng rất là lịch sự, trước khi ngủ đã tắt tivi. Ngủ trong tư thế này không biết có thấy sung sướng không? Giấc ngủ có say không? Cánh tay phải đang bị cả cơ thể đè lên, chắc tí nữa dậy thì rất là tê tay đây. Dương đang ngủ thật nhá, không phải là bố chôn đâu. Trong lúc bố đi ngủ thì Dương ở ngoài phòng khách xem tivi và chắc là xem chán rồi nên lăn ra ngủ. Nhìn không? Mông méo ấy. Bây giờ không biết chiêu Dương kiểu gì hay là để cho Dương ngủ nhỉ? Ngủ trong tư thế này rất là nguy hiểm. Bởi vì nếu mà chỉ cần trở mình một cái là rơi xuống đất luôn. Bây giờ bố phải làm một việc như thế này để đề phòng Dương rơi xuống đất. Đó là lấy cái đệm này. Lấy cái đệm ghế này. Đặt vào đây. Đấy. Nếu không may mà trở mình rơi xuống đất thì có cái đệm này không? Đỡ rồi, không đau nữa. Bây giờ là 16 giờ tầm khoảng 10 phút để xem Dương sẽ ngủ đến bao giờ thì dậy nhá. Tháo một cái đệm này ra. Đó. Cho cái đây nữa. Rồi ok. Lần sau vẫn đẩy vào chơi chắc cũng không đau đâu. Để xem có đau không. Lấy thêm hai cái gối nữa.
đặt vào đây. Cô đặt nhỏ đấy. Mình cao quay nhé. Để kiểm tra xem Dương ngủ say đến lúc nào là bố chỉ cầm một cánh tay này nhấc lên xem nào Dương có tỉnh không. Không phải chôn liên tiếp 5 lần đang ngủ kia ngủ cơ. Một là hối bật một ngày không khó. Ngày đầu tiên của năm mới, nhân vật chủ kênh Em Bé đang say sưa rất mộng trong một tư thế không giống ai. Lúc nữa mà Dương không tỉnh chắc là bố phải bế vào trong giường, bởi vì Dương nằm đè lên cái tay phải kia rất là nguy hiểm. Trọng lượng cơ thể Dương là 33 kg. Đầu năm mới được khoe một chút nha. Đây là hai chiếc nút bạc, một chiếc nút bạc cả kênh Em Bé do Dương sở hữu và một chiếc nút bạc có tên là Đặng Thế Tùng. Đây là kênh của bố bé Dương. Hai chiếc nút bạc này đã được đặt tại một nơi không trang trọng cho lắm nhưng nơi này dễ quan sát để khách khi ngồi uống nước ở đây ai cũng thể quan sát được. Hai cái kỷ niệm rất là đáng quý của hai bố con. Hy vọng là trong tương lai biết đâu những cái bậc cầu thang này sẽ được lấp đầy những nút bạc, hiện tại thì còn thiếu rất nhiều. Đấy là một niềm hy vọng rất là lớn lao và cũng là một niềm mơ ước của hai bố con bé Dương. Vẫn ngủ, vẫn chưa dậy. Bắt tay nghe nè. Tốt. Bắt tay cho em bé. Con lần này quay nghe tiếng ngáy của Dương nhá. Mới đang xem bao nhiêu lần xem rồi. Chứ mới đang đã 276 xem rồi. Kinh thật. Ui, bố treo con hơi lâu rồi, con ăn bố hơi lâu rồi. Bố ơi, nhìn ra chưa bố? Ui, nặng đi. Bố về đâu rồi? Con ngủ có biết đâu. Bố con thấy đau. Ngủ không biết gì mà thấy đau. Chào các bạn nhé. Chào các bạn, mình tối đi ngủ tiếp nhá. Lần sau con ngủ bố lại trêu tiếp. À. Bố trêu kiểu khác. Bố ngủ con trêu tiếp. Con quay video. Bây giờ đi vào trong buồng xem Dương ngủ theo tư thế nào nhá. Ngủ như là mười. Nằm sấp. Mẹ, một chiều rồi.